chiêu. À, đây là ghẹ ở đảo này. Ngồi đây. Rồi, ai nhiên còn học với nhau thôi. Ở vậy nè. Mưa ớt rồi nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì cũng là 28 Tết rồi. Đó, thì mình sẽ cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng với lại một ít hoa mai của gia đình mình nha. Mai này là ba mình đào từ trên rừng về. Đó, thì nói chung là năm nào cũng không cần phải lên rừng chặt mai chứ á. Đó. Với lại sẵn hôm nay mình cũng cho cả nhà biết được cái bầu không khí ở đảo này đón một cái Tết như thế nào cả nhà. Đó. Thì mình cũng nói chung là ở đất liền hay ở đảo cũng vậy thôi. Thì nhưng mà để biết được rõ ràng hơn thì mọi cả nhà cùng đón xem và coi thử coi trong những ngày Tết này hoặc là tới Tết nữa thì ở đảo như thế nào. Đông không? Thường thường thì mình quay thì cả nhà cũng thấy được cái khúc cái cảnh này thì sẽ không có ghe nhiều đúng không? Thì đây là những ngày Tết, thì Tết tới thì họ vô rất là đông để chuẩn bị đón những cái Tết sắp tới. Nói chung là ai cũng bận rộn hết trơn cả nhà ơi. Đó, bây giờ mình sẽ vô làm cái món đó là hột vịt lộn, thôi lộn hột vịt kho với thịt nha cả nhà. Đó, mình đã chuẩn bị than, đây là 10kg ha. Mẹ đã chuẩn bị 10kg than để chuẩn bị đón cái Tết. Với lại đây là cái nồi, đây là cái lò mẹ mình cũng mới mua. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị sẽ đó là cát để chuẩn bị bắt đầu là mình làm một cái món đón Tết đó nha. Đó là mình sẽ làm món trứng hột vịt thịt để đón ngày Tết nha. Bắt đầu mình làm ha. Còn đây là thùng cá nha mình. Đó. Chị rượu nè, đây chị rượu mới uống, mình với ba mình với em mới uống được. Nói chung rượu này cũng nhiêu tiền quá nha, uống cho vui ngày Tết thôi. Còn đây là cá ở đảo này luôn nha, tất cả mọi thứ đều là ở đảo, đánh bắt tại bờ luôn. Đó. Rồi. Rồi, thì mình vô mình làm bắt hàng cái vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm sao à, cả nhà ơi, mình vừa mới hoàn thành xong cái món trứng trứng mình kho với măng với lại ba chỉ thì đã hoàn thành rồi, thì đó để dành cho ngày mốt, tại vì ngày mốt là mình đã Tết rồi đó. Thì cả nhà ơi, thì bây giờ mình sẽ cho cả nhà biết, mình sẽ chạy một vòng ha, từ mình sẽ về chạy về thử coi thử coi bà con đây ở đảo người ta chuẩn bị gì, và với lại để coi thử coi họ đã sắp xếp nhà cửa như thế nào ra làm sao ha, để cho mọi người biết là ở đất liền với ở đảo như thế nào. Thì ở đảo họ cũng trưng bày này kia, nói chung là ở đảo thì họ cũng thiếu thốn nhiều thứ lắm cả nhà đó, tại vì ở đất liền mà gửi vô thì cũng ít lắm đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi một vòng để coi thử coi bà con ở đảo đã chuẩn bị ngày Tết như thế nào nha.
đây. Rồi ok thì đi đi ra ngoài đi không không có mày nhiều gì nữa. Chào cả nhà nha, đây là mùng 1 Tết của Hòn mình. Thì nói chung là ở đảo thì họ đón Tết như thế nào thì mình làm lại vậy thôi. Đó, thì cả nhà đây, anh em mình làm cũng sương sương nhẹ nhẹ thôi. Đó, đây là một cái Tết đoàn viên ở đảo Nam Du mình. Đó, thì mình cũng chuẩn bị một cái lo để anh em mình giải trí trong ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 này để giải trí. Đó, bây giờ chúng ta bắt đầu thưởng thức những cái món ăn ngon cả nhà. Tết thì giờ ở đảo có như đó thôi, cũng ngày thường. Yeah. À, đây là ghẹ ở đảo này mọi người. Tết thì chỉ có ăn những loại này thôi. Nhấn cho mày luôn nha. Tết thì hát hò vậy là chưa vui vậy đó ha. Bà nội, hết sức bà nội nha. Nhưng mà dài quá bà nội cắt cho hắn đó. Nó quay. Đúng rồi, nó gắt cho nó ra, nó mắt nó rồi. Chứ tôi có được mày đâu, không có được mày luôn. Nhập nó không có, tôi gọi gắt. Nằm như mắt hả? Nó thấy dùi vậy á. Bột ra sắp chưa hết chưa? Bột cái nhồng hả? Lỗi bóp hả? Bóp hay nhồng hả? Bóp nhồng. Để anh em nó dùng. Tôi bóp, bóp đi. Tôi bóp rồi. Rồi à, Tết đoàn viên chỉ có vô đây thôi. Trời ơi, không sao nữa. Trời ơi, Tết đoàn viên có vô đây à. Trời ơi. Nói gì là vui cả nhà. Nó lo này, nó hát này. Ấm, vừa ấm vừa nhậu nha. Ốc giác. Cho không giảm luôn. Đi chợ được thì như cháo đi. Thôi. Vô nhà đi thôi. Ấm nhà vô. Để, đợi chứ. Ấm cháo vô nhà đi. Nhà nóng không? Ông nội đang nằm bệnh kìa phải không? Ông nội đang nhậu. Rồi. Rồi mồi nhậu đi tôi dẫn rồi. Rồi cho mẹ đi mà giữ chứ. Rồi con nó. Mẹ giữ sáng rồi. Rồi nằm đây. Ủa nhà mình. Chào cả nhà. Hôm nay là mùng 2 Tết ở đảo mình nha cả nhà. Thì mình sẽ dành tặng cho cả nhà thêm một đoạn, một số cái video về những cái bữa tiệc vui vẻ ở đảo này. Đó, thì một lát nữa em của mình sẽ đi mua một con cá mú để mà về làm một bữa tiệc nhỏ nhỏ đó. Rồi đầu cái cả gia đình mình, chung là ba mình gì đó, với lại em mình sẽ cùng nhau ăn một cái Tết đoàn viên mùng 2 Tết ở đây. Đó. Thì chúng ta bắt đầu thưởng thức nha cả nhà. Thank you.
mùng 2 Tết bắt đầu thưởng thức thêm một lần nữa. Ở đây là mùng 2 Tết, ở đảo thì chỉ có nhiêu đây thôi, nhậu với lại uống lai gai này kia thôi. Giờ mình bắt đầu đón Tết đón gì? Cả nhà, thằng em của mình nó mới mua con cá muối gì bự lắm. Rồi mình cho cả nhà cùng xem nha. Rồi cả nhà, đây là con cá muối thùng. Đây, đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái món gì đó ha cả nhà. Con cá muối này bự luôn này nha. À cả nhà, anh em của mình nói vừa mới làm con cá muối ngon lắm. Cá muối hồi nãy mà mình cho cả nhà thấy đó, rất là nó rất là êm cả nhà. Thì loại cá muối này thì em mình nó mua, nhưng mà giá cả thì mình không biết như nào. Bây giờ mình cho cả nhà cùng xem nha. Đây là ngày Tết mùng 2 của đảo mình. Thấy không? Mẹ đem léo lên nước chấm hả? Đây là cái cá muối mình đang em nó đang làm cái món gì biết mà cả nhà đấy. Cái dưa chua. Hấp cá chua. Hấp à, cá muối hấp với dưa chua cả nhà. Quá hấp dẫn luôn. Nói chung là Tết á mùng 2 á thì anh em ăn uống như vậy rồi, nhưng mà ra đây là Tết đoàn viên ở trên đảo. Đó cả nhà. Tú ngon. Quá hấp dẫn luôn cả nhà, quá im. Mình ốm lại được bao nhiêu đó mà. Ừ, vào. Rồi.
vào. Chắc ra ngoài đi. Ngồi đi em. Ba mẹ buồn á, ba mẹ đang trong mong cái khúc cuối này nè, hiểu không? Anh nói họ yêu đó. Ba ăn bao nhiêu? Ba ăn ăn cơm xong rồi. Ra đâu? Nhà nói chung là hôm nay là mùng 3 cả nhà, thì ở đảo mình thì đón Tết như vậy thôi, nói chung là cùng nhau xung vầy với gia đình vậy là đủ rồi thôi. Năm mới chúc cả nhà dồi dào sức khỏe, với lại nhà nhà đều làm ăn phát đạt và có nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.